Tôi xin kính chào các bác ạ Tôi sẽ làm cái video hôm nay Về một cái cây trồng Có thể nói là anh em ruột Với lại cây hoa trà mi Đó là cây hoa hải đường Đây là một cây hoa hải đường đỏ Rất là phổ biến Và trên thực tế thì hiện nay có 3 dòng hải đường về màu sắc thì đa dạng nhất là hải đường đỏ này thế sau đó là đến hải đường vàng và cây hải đường trắng cây hải đường trắng còn có tên là bạch hải đường và đầu năm 2022 thì nó khuynh đảo thị trường trong khoảng thời gian hơn một tháng thì là nó im luôn thế rất là may mắn là nhiều bác mà không đầu tư để mà làm kinh tế cái cây hải đường trắng đấy bởi vì là nó có mỗi cái mặt hoa nó khác về cái màu trắng thôi nó đâu có khác gì đâu và nó cũng không thể đẹp bằng cái màu đỏ này được nó cũng không có sức khỏe như thế này được nó không có những cây to lớn được cái chuyện đã qua thì tao không chia sẻ nữa thì hôm nay tôi chia sẻ với các bác một số cái đặc điểm giống và khác nhau giữa cái cây hoa hải đường và cái cây hoa Chà mi về trà mi thì các bác đều biết hết rồi cái cây Hải đường thì tôi giới thiệu để các bác biết thêm cái thông tin về cái cây dòng hoa này thì uh, Hải đường uh, địa phương tôi còn một cái tên nữa nó là uh, cây uh, hoa nụ đoàn thì không biết tại sao lại gọi nó tên như vậy với các cụ gọi từ lâu rồi hàng mấy chục năm nay rồi và có một cái tên nữa là thu Hải đường Thì vậy thì quê tôi là thường gọi nó là cây nụ đoàn Cây hải đường là cái tên phổ biến sau này thôi. Còn thu hải đường thì đang có một chút cái tranh cãi là không biết có đúng cái mặt cái hoa này không hay không. Nhưng mà đây là cây hải đường và nó là một cái dòng hoa rừng chính hiệu. Bản thân tôi những cái năm mà 2000 ấy từ 96, 95, 6 2000 ấy là tôi năm nào vào dịp cận Tết cũng đi lên rừng. Lúc đó là rừng nguyên sinh các bạn. Gồm có như là núi sáng này. Ở núi Đồng Quế, núi Vân Trục ấy, ở Lập Thạch để mà sưu tầm đào cái cây này về. Và có những cây to chả đào được mà nó có nụ có hoa thì là bẻ cái cành về để mà chơi Tết. Thì mỗi lần là nhớ đến cái để gặp gỡ cái cây này thì đều nhớ đến những cái kỷ niệm về những cái, cái hình ảnh của một cái dòng hoa rừng vô cùng là đẹp. À, nếu mà bác nào mà có cái tìm hiểu và yêu thích cái dòng này á, thì có thêm những cái thông tin là những cái cây như thế này hoa như thế này mà nếu như ở giữa rừng nó mọc lên đó thì gọi là những người đi rừng khai thác hoa như này là cái tranh nhau đào thậm chí là chia nhau cành ra thế còn cái gốc thì là người nào có gốc này rồi thì sẽ ưu tiên cho người khác gốc khác nên là nhìn thấy cây này là nhìn thấy cái sự hoang dã tự nhiên của một loài hoa vô cùng là đẹp của núi rừng Tam Đảo nói riêng và một số khu vực phía Bắc nói chung. Sau đó thì khi mà trên rừng mới đầu nó vãn hết rồi, thì là nó nằm ở rất nhiều các cái nhà vườn ở vùng Ngọc Mỹ, Vân Trục của Lập Thạch và nhiều nhất là cái vùng xã Tam Quan. Đại Đình, Tam Quan hiện nay thuộc Tam Dương và Đại Đình thì là thuộc huyện Tam Đảo. Là cái chân núi Tam Đảo đấy thì rất là nhiều và khi mà nhu cầu người chơi quá cao thì các bác ở Văn Giang, Hưng Yên mới bắt đầu là lấy cái cây này về để mà nhân giống. Thì cái về cái đặc điểm nhân giống của cái cây này thì nó có khác so với trà mi là nó có rất nhiều quả, cái cây này nó rất rất dễ đậu quả và mỗi quả này nó có vài cái hạt hạt nó như hạt trẻ đi sau đó người ta nhân giống bằng cái hạt đấy cũng được thế tuy vậy thì là hạt này nó rất là khó nảy mầm nếu như mà không biết điều chỉnh là nó không nảy mầm nó tỷ lệ nảy mầm nó thấp tuy vậy thì đấy cũng là một cách nhân giống còn đa số hiện nay ở văn giang hưng yên là họ nhân giống bằng cách dâm cành dùng thuốc da dễ và họ dùng những cái biện pháp kỹ thuật mà chăn nuôi công nghiệp thì họ làm ra những cái cây hoa hải đường trong chậu với cái lượng nụ rất là cao thì sau đó là các bác trồng về nó cũng chết rất nhiều nếu mà các bác mà quan tâm trồng cái cây hoa hải đường này thì bác vui lòng trồng nó giống hệt với lại cây trà mi các bác nhé thì là nó sẽ sống một cách rất là tốt Đấy, chứ không phải là cái cây mà gọi là nhiều bác gọi là nó bị hồ cây dẫn đến là cây nó khó chăm sóc nó khó sống nhưng mà chúng ta cũng hoàn toàn có thể nuôi sống được thì cái cây này là một cây mà tôi trồng ở cái xó vườn của nhà tôi ở quê thì tôi trồng từ năm 2011 đấy các bạn đấy là nó 13 năm nó mới bằng ngày này đây tôi cho các bác xem đấy 13 năm và đất ở đây nó cũng khá là tốt thì nó mới được cái này nó lâu lớn vô cùng luôn đây thì là một cây hải đường khác về cái mặt hoa thì nó vẫn là nó thôi nó vẫn rất là đặc trưng như thế này thôi thế nhưng mà cây này thì to hơn cái này là ngày trước có cái bác bác cứ giả hai triệu thì không bán này bạn đấy nụ hoa này mà đấy, có nhiều bác á là nhầm giữa cây hải đường này với cây trà mi đã có rồi nhá thế còn uh, có những bác á thì lại nhầm là cây hoa này với lại cây uh, hoa trà của Nhật Bản. Đấy tôi đã xem trên mạng và nhiều bác gửi cái hình ảnh cho tôi ấy, thì bảo là đây là cây trà gì. Thưa các bác, đây là cây hoa hải đường các bác nhé một cây dòng hoa rất là đẹp. Đấy thì tôi có những cái thông tin chia sẻ với các bác, nó rất sai hoa. Và nó có một cái đặc điểm là các bác nhìn thấy cái cây này là nhìn thấy cái núi rừng của Tam Đảo Việt Nam rất là đặc trưng ấy thì không hiểu tại sao lại có cái thông tin đây là cây trà Nhật Bản mặc dù là nó gọi là là trà Japan đấy các bác ở camera Japani ấy đấy là nếu như mà tên khoa học là như vậy nhưng nó không phải hoặc là trên thế giới người ta phân loại thực vật như nào nhưng đối với lại người Việt mình thì đây chính là cây hải đường thì nếu như bác nào mà trồng á thì bác lưu ý trồng y như cây hoa trà và đúng thực sự nó có một cái đặc điểm rất là lý thú là nếu như bác mà trồng được những cái cây, cây hoa hải đường này á, và bác ngắm nó thì giống y như là bác đang đứng ở giữa núi rừng nguyên sinh của đất nước Việt Nam có cái điểm lý thú như vậy hoa của nó cũng khá là bền các bác và những cái bông như này này ngày trước là hoặc là bây giờ nhiều bác vẫn đi sưu tầm mua ở cái vùng lập thạch chúng tôi là mỗi một dịp Tết đến là người ta vẫn bẻ những cành này để người ta đem bán ra ngoài chợ thì có rất nhiều người mua về cắm lên lọ để bàn thờ hoặc là để những cái phòng khách để chơi bởi vì nó có cái hay là nó màu đỏ tượng trưng cho so cái sự may mắn thành công đấy như vậy nha các bác tôi xin phép được dừng cái video xin cảm ơn các bác đã xem cái video này hy vọng là giúp cho các bác thông tin một cái người anh em ruột của cây trà mi để các bác tham khảo thêm xin kính chào các bác